Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Địa lý New. Châu Âu là một châu lục nằm ở phía tây của lục địa Á Âu. Châu Âu có diện tích khoảng 10.498.000 km², xếp vị trí thứ 5 trong 6 châu lục. Dân số hiện tại của châu Âu khoảng 748.450.000 người, tính đến thứ Bảy ngày 16 tháng 4 năm 2022, dựa trên ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc. Điểm cực bắc là mũi Nokkin với tọa độ 71 độ 08 phút bắc, thuộc lãnh thổ quốc gia Na Uy. Điểm cực nam là mũi Marikki với 36 độ bắc, thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha. Điểm cực tây là mũi Joka thuộc lãnh thổ quốc gia Bồ Đào Nha, với 9 độ 32 phút tây. Điểm cực đông nằm ở phía bắc dãy Ural, thuộc Liên bang Nga với tọa độ 66 độ 12 phút đông. Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía tây giáp Đại Tây Dương, phía nam giáp Địa Trung Hải và Biển Đen. Phía đông thì hiện không rõ ràng, tuy nhiên có thể coi dãy núi Ural là vùng đất với địa lý và kiến tạo rõ rệt, đánh dấu ranh giới giữa châu Á và châu Âu. Hiện nay châu Âu có tổng cộng bao nhiêu quốc gia? Câu trả lời là 44 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận độc lập, trong đó có một quan sát viên không phải là thành viên chính thức, đó là Tòa Thánh Vatican. Ngoài ra Cộng hòa Kosovo, một quốc gia nằm ở khu vực Đông Âu. Cộng hòa Kosovo tách khỏi Serbia và tuyên bố độc lập vào năm 2008. Hiện nay Cộng hòa Kosovo được Hoa Kỳ và 110 nước là thành viên Liên Hợp Quốc công nhận là quốc gia độc lập, nhưng Serbia đã bác bỏ và tuyên bố Kosovo là một tỉnh của Serbia, nên trong video này mình không đưa vào danh sách các quốc gia tại châu Âu. Như vậy, châu Âu có 43 quốc gia cộng thêm một quan sát viên là Tòa Thánh Vatican nữa là 44 quốc gia, chia thành 4 khu vực: Bắc Âu, Đông Âu, Nam Âu và Tây Âu. Đầu tiên, khu vực Bắc Âu gồm có 10 quốc gia bao gồm Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland. Tiếp theo là các quốc gia Cộng hòa Ireland, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Latvia, Litva. Khu vực Đông Âu gồm 10 quốc gia: Liên bang Nga, Belarus, Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc. Khu vực Tây Âu gồm 9 quốc gia bao gồm Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Áo, Luxembourg, Liechtenstein, Công quốc Monaco. Khu vực Nam Âu có số lượng quốc gia nhiều nhất là 15, bao gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Andorra, Italia, Slovenia, Croatia, Albania, Serbia, Bosnia và Herzegovina, Bắc Macedonia, Montenegro, Hy Lạp, San Marino, Malta và cuối cùng là Tòa Thánh Vatican, quốc gia nhỏ và dân số ít nhất thế giới. Tóm lại, Bắc Âu có 10 quốc gia, Đông Âu có 10 quốc gia, Tây Âu có 9 quốc gia, Nam Âu có 15 quốc gia, tổng là 44 quốc gia. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã xem và thích nó. Đừng quên để lại những góp ý dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video tiếp theo.